Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, bây giờ đang là buổi sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Mẫu sản phẩm nữa là một bộ hoành phi câu đối và một bài vị. Bài vị thì được làm bằng gỗ Mita, còn bộ hoành phi thì chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ vụ Lào. Đây là hàng đặt, hàng siêu dày. Chúng tôi làm cho dòng họ Hoàng tộc ở Hà Trung, Thanh Hóa. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái thông số kích thước. Chúng tôi cũng báo luôn, bức hoành phi là chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, chiều rộng 67, ván dày 3 phân, chạm 3 chữ là Đức Lưu Quang. Và hai bên câu đối thì chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Một bên thì chúng tôi chạm Từ Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và bài vị thì chúng tôi chạm là Hoàng tộc Tổ Khảo Tý, tức là ông bà tổ tiên của họ Hoàng. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái đường nét chi tiết của bức hoành phi câu đối này. Đây là bức hoành phi lồng cuốn thư đã được chúng tôi sơn son thép vàng Đài Loan. Như trên màn hình các bạn đang xem đây, ba chữ là Đức Lưu Quang bên trong lồng cuốn thư, ván là ván dày 3 phân. Xung quanh chúng tôi chạm chữ công. Đây là hàng sơn son thép vàng. Để bức hoành phi nó cũng có rất nhiều các cái mẫu chữ để quý vị tham khảo thêm, như Ẩm Hà Tư Nguyên, Lưu Phúc Lưu Ân, Vạn Cổ Trường Sinh hay như Vạn Cổ Anh Linh, rất nhiều. Thì chúng tôi cũng đang làm bộ như này cho khách hàng ở Hà Tĩnh. Trong clip sau chúng tôi cũng giới thiệu cũng cùng thông số như này. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang tự chủ sản xuất các cái mẫu hoành phi độc và lạ tung ra thị trường trên cái thị trường đồ gỗ online. Thì quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đang quay video tại cái xưởng sản xuất nên nó có hơi ồn. Tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, cơ sở 6, Đồng Tâm La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Và câu đối là câu đối chúng tôi chạm đầu rơi, phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa. Và mẫu này cũng được chúng tôi đã chỉnh sửa mẫu, cải mẫu. Nhìn nó rất là bay, kể cả về đồ cong. Quý vị hãy xem kỹ nha, tôi quay rất chậm cho quý vị xem. Phần rèm chúng tôi chạm Tứ Quý, Tùng Cúc Trúc Mai. Bên trong chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Và phía dưới này chúng tôi chạm lãng hoa. Bên này thì chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Quý vị hãy xem kỹ cái phần này nhé. Chúng tôi đã thiết kế các cái đường cong này rất là chỉnh chu. Và phần rèm chúng tôi chạy rèm Tứ Quý, chữ là chữ Hán Nôm, có phụ đề tiếng Việt phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Bên này chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, nghĩa là con cháu Thảo Hiền thì muôn đời được vinh hoa phú quý. Một bên thì chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Thì tổ tông đã có công đức gây dựng nên thì muôn đời thịnh. Đây là đơn đặt hàng của bác. Đây là đơn đặt hàng của bác Hoàng Ngọc B, bác ở Hà Trung, Thanh Hóa. Bác đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, thì trong đầu tháng 8 này chúng tôi sẽ bàn giao. Và một cỗ bài vị bằng gỗ Mita. Bây giờ chúng tôi mới giới thiệu, cũng được sơn son thép vàng
chạm năm chữ hoàng tộc tổ kháo tế, tức là ông bà tổ tiên của họ hoàng tộc trong Hà Trung Thanh Hóa. Như trên màn hình các bạn đang xem đây, đã được chúng tôi sơn son tiếp vàng Đài Loan. Thì đồ gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng đã qua sử dụng. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu sản phẩm một. Trong video trang chủ của đồ gỗ Hiền Lành có rất nhiều các cái mẫu hoành phi câu đối, các bạn có thể kích vào xem thêm. Và phía cuối video này chúng tôi sẽ để cái nút đăng ký, quý vị hãy đăng ký kênh đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm, cũng như ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video clip của chúng tôi. Câu đối là chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Hàng liền khối, hàng không ghép. Đã được sơn son thép vàng Đài Loan. Và sau khi chúng tôi sơn xong thì chúng tôi có phủ lên bề mặt một nước sơn, đó là nước sơn Nhật, để giữ cho bề mặt của vàng được bóng, được mịn. Đó là cái quy trình tất yếu của những người thợ chúng tôi. Chúng tôi có nhận thép vàng ta theo yêu cầu tại gia thì giá thành nó sẽ cao hơn. Quý khách hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.